Hiện tại là 84, 64 và 89. Vòng một to hay chân dài không quan trọng, quan trọng là não, là não dài, độ dài của não quan trọng hơn. Lúc mà Hương Tràm thể hiện cá tính ra bên ngoài á, rồi là mẹ bảo con gái là phải ngoan hơn, nó không được như thế. Thì câu nói ngu xuẩn nhất là nói với mẹ là có tài thì có tật. Trời ơi, sau này mình tự thấy mình có tài có đến độ nào đâu mà, cho nên phải bỏ tật bớt đi. Năm lớp 6 với một bạn ở ngay gần nhà. Một tháng thì chắc là nghệ sĩ cho nên là mình cũng mau có cảm xúc, rất mau có cảm xúc nhưng mà cũng rất nhanh. Chàng một cô gái cá tính và thích làm chủ tất cả mọi thứ, cho nên hình như là trong các chuyện tình cảm của mình đi hay đến cũng là mình làm chủ. Đó cũng là mối tình trắng váy mà Hương Tràm nói. Ngày mai Hương Tràm sẽ bay về Việt Nam rồi. Nghĩ là anh ấy đã lái xe gần như là rất là lâu để Hương Tràm ra đúng cái bãi biển mà anh ấy cảm thấy là đẹp thôi. Rất là tiếc khi phải chia tay mối tình đấy. Những cái chuyện mà mình đã vì bồng bột của tuổi trẻ, có những cái lời nói không đúng đắn. Chắc chắn là rất là ân hận rồi. Và Hương Tràm có gửi lời xin lỗi rất là nhiều. Và trong thời điểm này thì thực sự là Hương Tràm mong chị Thu Minh tất cả mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với chị. Thực sự là Hương Tràm luôn luôn phải nhờ qua một người thứ ba để giúp Hương Tràm làm việc này, bởi vì bản thân mình vẫn chưa có đủ cái can đảm đấy. Trong thời điểm này thì Hương Tràm rất thích giọng hát của anh Trung Quân Idol. Cho em mượn cái phone đi, em mở cái nhạc ở bài Anh Cứ Đi Đi ấy. Mình buồn vì tim mình đau, mình buồn thì ai thấu đâu. Từng lời buông chưa hết câu, nước mắt đã dâng khóe sầu. Đừng bên nhau nữa.